Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là hai cái bộ bản lề và khóa cửa. Cái này là dành cho hai bộ cánh cửa các bạn nhé. Đấy, các bạn là đây là nói về cái bản lề trước. Bản lề 180 độ này. Đấy. Rất là đẹp nó các bạn phần nhỏ này các bạn bắn vào khung xe này. Đấy. Rồi cái phần cánh cửa đây là các bạn bắt vào bốn cái con ốc này, làm rất là khỏe nha các bạn nhé. Đấy, cái này thì các bạn làm những cái dòng xe Jeep với này, những cái dòng xe như kiểu xe Hummer ấy, thì rất là đẹp. Đấy, tiếp theo đến cái bộ chốt cửa bản lề thì đây là cái phần ốp che chắn thôi, thì nó sẽ ốp che vào cái miếng sắt này. Đấy, thì mình không nói phần bản nhựa. Cái phần chốt ấy, thì đây là cái chốt, các bạn bắt cái này lên trên thân xe. Cái này bạn bắt cánh cửa thì nó sẽ gọn hơn, nhưng cái phần chốt này mà nó nằm trong cái vỏ xe thì nó sẽ bị lồi mất một cái vấu này ra ngoài, thì nó cũng vướng. Ở đây tùy các bạn bố trí, thì cái nguyên lý hoạt động nó rất là đơn giản thôi. Khi các bạn đóng chốt ở đây thì cái tay nó sẽ bập lại. Đấy, nó sẽ bập lại như này. Đây, đây khi các bạn đóng cửa thì cái chốt này nó sẽ bập vào đây và nó sẽ khóa lại như thế này. Và khi nó khóa rồi các bạn muốn mở ra thì có hai phương án. Nếu như các bạn ở trong xe thì các bạn kéo cái cần này là nó sẽ mở. Đấy, kéo cái cần này kéo ra là nó sẽ mở. Và cái phương án thứ hai là các bạn ở ngoài cửa thì dùng cái tay nắm cửa các bạn đẩy vào cái chốt này. Đấy, cái chốt này được đẩy thì thông qua cái cơ chế của cái tay nắm này. Cái tay nắm này. Đây các bạn này. Đây, mình điều chỉnh lại cái ổ khóa một chút. Đấy, khi các bạn rút chìa thì các bạn chỉ đẩy được một chút như này thôi, nó sẽ không đủ để mở cánh. Đây, khi các bạn cắm chìa vào thì nó sẽ ấn sâu như thế này, thì lúc đó cái chốt này nó sẽ đẩy vào cái con tì này. Đấy, ở đây các bạn sẽ tương đối hiểu chưa? Nói về này các bạn sẽ dễ hiểu. À, nó sẽ đi vào cái này và cái cánh cửa sẽ được mở ra. Và khi các bạn rút chìa ra, các bạn khóa lại thì cái con chốt này nó sẽ không đẩy được nữa. Đấy, nó chỉ đẩy được như này thôi. Về nguyên lý là như vậy. Còn cái bộ này là bộ nhựa che bảo vệ. Thì cái này khi các bạn lắp lên xe rồi thì các bạn cần lắp cái này vào, nó mới đẹp. Đấy, nó sẽ kín như thế này đây. Khi các bạn lắp lên cánh cửa là nó sẽ thành một cái hộp vuông như thế này. Đấy, thì các bạn cách thức lắp đặt về nguyên lý hoạt động như thế. Nó sẽ có một cái túi ốc vít đầy đủ như thế này. Và mọi chi tiết về giá thành thẳng sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Một bộ sẽ bán theo hai cái như thế này. Các bạn mua 2 hoặc mua 4 thì tùy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên. Cái việc đăng ký kênh thì nó hoàn toàn miễn phí và nó giúp cho các bạn dễ dàng theo dõi được những cái video các bạn đã quan tâm phía bên chúng tôi. Để tìm các cái sản phẩm khác ấy, thì các bạn bấm vào cái mục danh sách phát, các bạn chọn như kiểu là mục ghế này, bánh xe này, cầu trục này, động cơ này, ba bánh bốn bánh này, xăng và điện. Đấy, các bạn tìm sản phẩm theo cái danh mục danh sách phát ấy, thì nó sẽ dễ dàng tìm video, nó nhanh hơn.
À, bởi vì trong toàn bộ video thì nó có đến hơn 400 video cơ, việc tìm kiếm những cái video đã đăng lên là rất khó khăn và nó khó. Thì các bạn ví dụ các bạn muốn tìm những cái sản phẩm ba bánh hay là bốn bánh thì các bạn nhớ vào kênh. Trước tiên các bạn đang xem video ấy, thì các bạn bấm vào cái tên kênh, kênh của mình là xe điện motor điện. Sau đó là các bạn bấm mục danh sách phát, và từ danh sách phát ấy, các bạn sẽ tìm kiếm. Đây là cái phần bản lề này, thì như thế thì là nó sẽ dễ dàng tìm kiếm những cái sản phẩm các bạn quan tâm hơn. Đấy, nó mở được quá 180 độ đấy, rất là đẹp. Chứ các bạn dùng bản lề cơ khí thì không thể đẹp bằng được.